chơi. Ngày xưa các chú mà bằng bằng thế này á, bà đi gửi mát thì có vừa ông cháu đi về các loại đồ ăn. Bây giờ lớn hơn đỡ đi đâu nhẹ nhàng. Hả? Bánh gì? Không ăn được tin giấc bao giờ ăn cơm rồi, không ăn bánh. Không, cháu không ăn cơm. Không ăn cơm thì không được ở đây. Không, đi tắm. Ôi, cháu cũng đi tắm. Bà đi đi. Tắm ở trong nhà tắm á? Trong nhà tắm thôi. Về đi tắm. Tắm sao không thơm á? Rồi đấy. Đi, thôi đi, dạ. Bà đi, ông đi về đây. Chào đi, mời cháu chào bà. Cháu đi về. Cháu chào hai chú. Chào em Đạt nhá. Tắm đi, đi dép à. Tắm về cả nước xà phòng rồi. Vâng, cái nước đục thôi, đục thôi.